Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video review và hướng dẫn sử dụng của công nghệ nhật.com. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc bếp từ Panasonic KIC227E. Và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc bếp này có gì đặc biệt nhé. Bếp từ Panasonic KIC227E có thiết kế mỏng với mặt kính cao cấp màu ghi sáng chấm bi, không có bo viền sẽ làm nổi bật không gian nhà bếp. Kiểu dáng của bếp dùng để lắp âm, nhưng nếu nhà bạn không lắp được thì với thiết kế 4 chân tại 4 góc của khung đế, bạn có thể đặt được dương, chỉ việc để bếp vào vị trí nấu sau đó cắm điện là có thể sử dụng được. Bếp sử dụng điện áp 220V, công suất tối đa của bếp là 3.2 kW. Bếp có kích thước chiều dài là 74,2 cm, chiều rộng là 40 cm và chiều cao là 10,7 cm. Khối lượng của bếp là 12 kg. Cấu tạo bảng điều khiển độc lập dành cho mỗi bếp được kết hợp với các phím bấm cảm ứng cực nhạy. Màn hình LCD thể hiện được các mức nhiệt, cấp độ điều chỉnh cho mỗi bếp là 9. Thực đơn nấu tự động gồm 4 món: nấu thường, chiên ít dầu, chiên nhiều dầu và nấu cháo. Bên cạnh đó, bếp còn có chức năng khóa che an toàn, chức năng hẹn giờ từ 1 phút đến 9 giờ 30 phút tiện lợi. Có vòng đèn hiển thị theo mức nhiệt, khi sử dụng, vòng từ sẽ sáng lên, độ sáng sẽ thay đổi theo màu sắc của 9 mức nhiệt, giúp người dùng có thể dễ dàng nhận biết được nhiệt lượng đang sử dụng. Sử dụng công nghệ cảm biến Eco Navi tiết kiệm điện, xác định được nhiệt độ đáy nồi nhanh chóng, trực tiếp và chính xác nhờ sensor đặt dưới mặt kính. Nhiệt độ đáy nồi được kiểm soát và chính xác nhất, giúp tiết kiệm điện và làm thức ăn chín đều hơn. Bạn hãy yên tâm về độ an toàn của bếp vì bếp không sản sinh các khí độc hại như CO, CO2, chính vì vậy sẽ không gây cháy nổ như bếp ga. Ngoài ra, bếp còn có tính năng tự ngắt khi quên nồi, điểm áp quá cao, chống cạn nước khi đun, cực kỳ an toàn với người dùng, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Và sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem cách sử dụng của chiếc bếp này như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bảng điều khiển của bếp bên phải trước. Đầu tiên, để sử dụng bếp thì chúng ta hãy bấm vào nút nguồn này để bật. Đó, sau đó ở bên cạnh nút nguồn, đây sẽ là nút khóa trẻ em. Các bạn nhấn và giữ 3 giây sẽ là khóa trẻ em. Khóa trẻ em sẽ khóa cho cả hai bếp. Và khi khóa trẻ em rồi, bạn sẽ không thể thao tác bất cứ một nút nào trên màn hình nữa. Đó. Và chỉ có thể nhấn tắt nguồn được thôi. Đó, và bật nguồn lại. Khóa trẻ em vẫn hiện, vẫn là khóa. Và để mở khóa trẻ em thì các bạn hãy nhấn và giữ 3 giây. Đó. Tiếp theo, sang nút bên cạnh. Đây sẽ là nút nấu thường. Nấu thường tổng cộng có 9 chế độ nấu. Các bạn hãy nhấn vào dấu cộng để tăng cấp độ nấu, dấu trừ để giảm cấp độ nấu. Vòng đèn hiển thị ở trên vùng nấu này sẽ tăng và giảm theo từng cấp độ. Đó, mình đang giảm. Và đèn cũng giảm mờ dần. Tăng cấp độ và đèn cũng đang tăng dần. Cấp độ cao nhất là cấp độ thứ 9 sẽ đun ở công suất 3200W. Và bây giờ mình sẽ giảm cấp độ nấu nhé. Đó, và ở bên cạnh hai nút cộng trừ này, đây sẽ là nút hẹn giờ tắt. Các bạn hãy nhấn vào nút hẹn giờ tắt và lựa chọn dấu trừ hoặc dấu cộng để chọn từ 1 phút cho đến 9 giờ 30 phút. Đó, mình có thể lựa chọn hẹn được đến 9 giờ 30 phút. Và khi lựa chọn giờ xong, các bạn hãy nhấn lại vào nút đồng hồ này để xác nhận hẹn giờ. Đó, và thời gian hoạt động thêm 9 giờ 30 phút sau sẽ tự động tắt. Bây giờ mình sẽ hủy nhé. Đây, dấu gạch ngang này sẽ không hẹn giờ là đã hủy. Đó. Và ở bên cạnh nút hẹn giờ này, đây sẽ là chế độ nấu cháo tự động được ứng dụng sẵn ở trên bếp. Và bây giờ mình sẽ tắt chế độ nấu thường này đi. Sau đó lựa chọn nấu cháo. Nấu cháo các bạn có thể lựa chọn 4 khẩu phần ăn hoặc là 2 khẩu phần ăn. Sau đó hãy nhấn vào nút đặt thời gian. Các bạn có thể lựa chọn thời gian từ 2 cho đến 3 phút. Đây sẽ là thời gian nấu của chế độ. Đó. Và bây giờ mình sẽ hủy nhé. Và nút bên cạnh nút nấu cháo này, đây sẽ là nút tăng công suất tối đa. Khi các bạn đang sử dụng nấu thường, hãy nhấn vào nút này
cấp độ sẽ tăng thành 9. Đó. Và cấp độ này cũng có thể là 8, cùng mức hoặc là dưới mức khi vùng nấu bên trái được sử dụng. Và bây giờ mình sẽ tắt chế độ này đi. Và sang phần bảng điều khiển của bếp bên trái. Và đây là phần bảng điều khiển của vùng bếp bên trái. Đầu tiên, chúng ta cũng có chế độ nấu thường. Cũng có thể lựa chọn cấp độ 9. Đó. Giống như bếp bên phải. Và ở bên cạnh nút cộng và trừ này sẽ là hẹn giờ tắt của bếp. Cũng thao tác hẹn giờ giống như vùng bếp bên phải. Có thể lựa chọn hẹn từ 1 phút cho đến 9 giờ 30 phút. Đó, nhấn vào đây để bắt đầu hẹn giờ. Và bếp sẽ hoạt động sau 9 giờ 30 phút sẽ tự động tắt. Và bây giờ mình sẽ hủy đi. Đó. Và tiếp theo, ở bên cạnh nút hẹn giờ này, chúng ta có thêm hai chế độ mới. Đó chính là chế độ dán và dán kỹ. Và cũng có thể nói như là chiên nhiều dầu và chiên ít dầu. Bây giờ chế độ dán kỹ, chiên nhiều dầu trước. 180 độ là chế độ nhiệt độ. Chúng ta có thể lựa chọn nhiệt độ cao nhất là 200 độ. Đó. Ở chế độ này thì đối với những món cần nhiều dầu như các món chiên chẳng hạn thì các bạn có thể lựa chọn chế độ này với những các món ăn nhiều dầu. Đó. Và khi đã nấu xong thì các bạn hãy nhấn lại vào đây để dừng lại. Và tiếp theo sang bên này sẽ là chế độ rán. Các bạn hãy nhấn vào. Đây sẽ là chế độ chiên ít dầu. Và nhiệt độ cao nhất sẽ là 230 độ. Và ở chế độ rán này, các bạn có thể hẹn giờ được. Đó, hẹn giờ cho nhiệt độ rán này. Đấy. Và bếp sẽ hoạt động sau 9 giờ 30 phút. Sẽ tắt. Và bây giờ mình sẽ hủy hẹn giờ nhé. Đó. Nhấn vào đây để hủy. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng bếp từ Panasonic KIC227E. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website congnghenhat.com hoặc liên hệ tới hotline miền Bắc 0886767888 hoặc hotline miền Nam 0869395888 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.